Vỗ tay quý vị. Cái gì vậy? Chủ gì vậy? Từ từ, một xô ca nhạc. Chị bắt đầu. Kích động quá vậy? Ủa, Thành Vũ Trường rồi hả? Từng mắt vóng trên từng trường sân. Hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường xa chân, mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi. Thương em, thương em bên ấy mưa nhiều. Con đường mà gánh gạo, mũi bay xin xa cho dài mà tay áo. Hết sâu rồi anh có lấy măng không? Còn anh thương bên đây em mùa đông. Mưa khe càng bướm bay liền đá. Biết lòng anh say liền đất lạ. Là chắc em lo đường chẳng âm thu. Anh lên xe trôi đổ cơn mưa. Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống nuôi đang về rực rỡ. Cái nhanh cây gạt mỗi riêng tư. Từ nơi anh đi sang bên đời em. Những binh đoàn nối nhau xa thuyền kiếm. Như tình yêu nơi lời vô tận. Là đông Trường Sơn ơi. Tây Trường Sơn. Rồi, quá dữ em. Ngồi đi. À, vậy là anh hiểu biết làm nghề gì rồi đó. Đàn trai thấy không khí ghê không? Dạ. Thôi vậy em giới thiệu trước luôn đi. Là em tên là Trần Ngọc Hưng ạ. Gia đình em đã nhập cư vào Bình Dương. Nghề nghiệp của em hiện tại thì em đang quản lý một công ty nhỏ bên lĩnh vực quảng cáo và trang trí nội thất. Còn này vụ gì? Là cái này là cái đam mê của em. Trời ơi, vậy nấy tôi tưởng đâu bán kẹo kéo. Làm hết hồn. Rồi, xin mời đàn gái. Rồi, mời em gái giới thiệu. À, dạ, em xin chào và tất cả mọi người và hai MC ạ. À, em tên là Lê Thị Nguyên Anh, năm nay em 23 tuổi. À, hiện tại em đang sống và làm việc ở Thủ Đức, quê của em ở Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là lễ tân và phụ tá nha khoa. Ồ, nhưng mà hồi nãy giờ cái ấn tượng đầu tiên của em dành cho cái anh chàng bên kia là như thế nào? À, thấy vui không em? Dạ, em thấy hay thích. Thích rồi ha. Rồi, giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? À, dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn cũng được, là người sống tình cảm. Khuyết điểm của em thì em cũng hơi nóng tính. Có chơi thể dục thể thao gì không mà đô cái gì? Dạ, em học võ taekwondo cũng nhiều năm ạ. À. Vậy hả? Đai gì? Dạ, em đai đen rồi ạ. Đai đen. Bên nghe. Kia nha, đừng có giỡn nha. Nghe thấy lạnh xương sống rồi đó. Đừng có giỡn nha. Em có võ gì không em trai? Bây giờ thì em nói nó không được tròn tiếng như lúc ban đầu rồi. Sợ quá đúng không? Dạ vâng. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm thì em rất là thích tham gia cái công tác xã hội, ví dụ như từ thiện. Còn về khuyết điểm của em không có định hướng về phía xa hơn một xíu. Không có định hướng. Vâng. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Gần đây cũng năm. Em cũng có quen nhưng mà quen có một ngày. Không quen nữa. Quen bao nhiêu? Một ngày. Trời ơi, tôi mới quen thấy tình yêu có một ngày đó. Rồi vậy là cũng chưa có gì sâu đậm hết trơn á. Bên kia làm sao? Em có hai mối tình. Hai mối tình. Khắc cốt ghi tâm đó ha. Vâng ạ, bây giờ nó cũng phai nhòa rồi thì mới lên đây. Rồi, vấn đề chỗ là chúng ta bắt đầu làm lại như thế nào với cái tương lai của mình ha. Dạ vâng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ em thích một người sống tình cảm, công việc ổn định, chung thủy, chân thành. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nhậu quá nhiều. Em không có nhậu được ạ. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Bạn ý cao khoảng 1m60 đổ xuống là được rồi. 60 trở lên, 60 trở lên. Tóc tai. Tóc thì tất cả các màu em đều thích hợp. Riêng về cái vấn đề làm đẹp thì em rất là ủng hộ. Ngoại hình đậm người ạ. Đậm tức là đen á, thấy không? Dạ, đậm là người to to á. Đoàn xem cái to từ cái nào. Đậm là sao? À, chào em gái, rất đậm. Ồ, xin á, anh trai bên đây á là rất là năng động, biết cách làm ăn có. Em có ích kỷ không? Dạ không ạ. Có bảo thủ không? Dạ không. Không, người này dễ thương lắm. Nhưng mà đai đen nha. Em nhỏ nhắn như thế này thì nếu như bạn ấy đai đen thì rất hợp với em lắm. Cô ấy sẽ bảo vệ em. Phải không? Sao cái mong manh quá vậy? Ủa, khi nào mình kết hôn được à, em? Em đang rất là muốn kết hôn. Có nghĩa là bây giờ chỉ chờ là tìm đúng người là kết hôn thôi. Còn đúng. Thời gian là không quan trọng. Đúng nào rồi. Cũng được. Vâng, em đã sẵn sàng. Mình là sẽ lập nghiệp ở đâu?
tại Bình Dương ạ. Lúc đang hẹn hò thì bây giờ cổ ở Thủ Đức, thì em nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu buổi? Em chủ động được thời gian ạ. Bạn muốn là sẽ được. Có mới nói nha, muốn là sẽ được. Dạ vâng. Em năm nay 23 tuổi, thì không biết là gia đình mình đã muốn tiến cho mình gả mình đi chưa? Dạ, cha mẹ em cũng bắt đầu hối hối. Hối rồi hả? Trà dạ. Tay gả sớm phải không? Em thích người cao thấp mập ốm như thế nào? Đừng gầy quá là được. Đừng gầy quá. Cao hơn em. Em cao 1m63 rồi. Không, bên đây cao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. À, thôi cũng được. Gầy thì mình nuôi. Mình nuôi từ từ nó mập. Em đâu có sao đâu. À, thực tế là em không phải là người gầy. Mà cái khuôn của em nhỏ. Thế với lại một cái điều mà rất quan trọng là để chứng minh cái sức mạnh của em. Đó là nhà em 5 anh em. Sao? 73, 75, 77, 80. Và em là 88. Bố mẹ em đã đặt vòng. À. Và em trong cái 8 năm đó thì em vẫn lên lối ra được. Khi bố mẹ đã đặt vòng thì anh biết là em khỏe mạnh từ trong cung. À, coi như là bất chấp luôn. Chứ không phải là ra ngoài em mới khỏe như này. Thì giỏi nha. Rồi bây giờ hôm nay mình đi người thân không em? Mình đi với dạ, ai? Dạ em đi với ba mẹ và hai bạn của em ạ. Dạ chào cô chú. Kính thưa chương trình, thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay. Tôi là đại diện cho cháu Quyền Anh, mẹ cha của Quyền Anh. Thì thấy bên đàn trai cũng được. Cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng và cũng cao ráo. Xin chào chương trình, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Tôi là mẹ của Quyền Anh. Con gái, mẹ thấy cậu này vui vẻ, dễ thương. Cho mình cơ hội, cũng như là cho hai đứa cơ hội để tiến tới. Rồi, cảm ơn cô chú. Là... Rồi, em đi với ai? Hôm nay em đi đại gia đình em. À, đâu đại gia đình, đàn trai đâu, đưa tay lên nào. Ồ, wow. Bố mẹ anh ruột chị dâu. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và Cát Tường ạ. Và tất cả khán giả hôm nay có mặt tại đây ạ. Dạ. Như tôi là người mẹ thế thì tôi thấy người con gái như thế là đạt được chuẩn, là đảm bảo. Mà mong nhất là hai con yêu thương được nhau, về chỉ hiểu nhau mà sống và thương nhau, mà sống thật thà, tình cảm chân thật với nhau. Thế là chúng tôi mừng. Dạ. Tôi cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô. Chúng ta sẽ kéo mở rào ra để cho hai bên gặp mặt rồi mình quyết định nha. Rồi, mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Ngày đầu gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà gửi anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Lúc ở bên này thì anh cũng không hình dung ra như thế nào. Anh cứ tưởng tượng em phải là bự lắm cơ. Nhưng mà như này thì anh nghĩ là đẹp rồi. Khuôn mặt rất là bầu vì là... Chị bầu ấy. Trời đất ơi. Bầu mình chưa gì bì đã bầu rồi. Mới chưa gì bầu bì rồi. Gương mặt bầu bỉnh. Bầu bỉnh dễ thương. Bầu bỉnh với bầu bì khác nha. Là. Còn cái quà gì để tặng cho bạn gái luôn kìa. Xin phép chương trình. Đi đâu nữa? Trời ơi. Thì kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Cứ lo tới mức vậy luôn. Cái kệ do công ty anh làm, tính chính tay anh làm. Cái này thì em có thể để sách vở hay đồ trang điểm. Cảm ơn anh ạ. Anh gửi em. Em ăn cay lắm nhưng mà giờ hiện tại em chưa bỏ được. Nếu mà quen anh có bắt em bỏ không? Rất là đơn giản thôi mà. Một bữa ăn thì em có thể bỏ một phần ớt thôi, còn phần để lại để anh. Mà không thì em ăn hết anh cũng được. Em có muốn lập gia đình chưa? Em nghĩ lập gia đình á, thì không phụ thuộc hẳn vào người con gái, mà là người đàn ông của cô ấy. Nếu mà người đàn ông của cô ấy cho cô ấy đủ bình yên, an toàn và yêu thương thì chắc chắn người đó sẽ đồng ý. Anh hỏi em muốn chưa, chứ anh chưa nói là thể hiện như nào. Tất nhiên là anh phải tốt là không, em mới cưới rồi. Nhưng mà em muốn, nhưng mà người đàn ông của em không tốt, không ấy thì... Nhưng mà anh đang muốn em cơ mà. Anh nói là anh đang muốn cưới em thì bây giờ anh làm thế nào để cưới được em? Và em đã xác định cưới anh chưa, ví dụ là như vậy. Thế bây giờ anh có muốn cưới chưa? Anh rất là muốn rồi mà. Muốn cưới em chưa? Anh đang hỏi là anh muốn cưới em rồi đấy. Dạ. Vậy thì em sẽ coi anh thể hiện như thế nào. Nếu mà anh thể hiện ok thì chắc chắn em đồng ý. Em vẫn chưa trả lời là muốn chưa. Muốn rồi. Muốn rồi mới lên đây ạ. Rồi. Quan trọng là em đó. Rồi.
nhưng ta hãy chứng minh bằng những cái gì nó diễn ra sự thật. Và nếu như bạn gái tin tưởng vào điều đó thì tôi nghĩ rằng hôn nhân sẽ đến rất là sớm ha. Rồi mình đặt tay nút bấm đi các bạn. Tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình. Từ nãy giờ chúng ta cũng đã có được một cái thời gian để trò chuyện, để hiểu nhau một phần nào. Quyết định lỡ hai bạn và bấm nút là để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và chúng ta không thể thiếu nụ hôn đầu tiên để chứng minh cái điều mà nãy giờ chúng ta nói thật. Xin phép hai bác với gia đình cho con thấy cái tình cảm ban đầu của mình với em. Tự nhiên thì con đó chưa. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Chào em, lành quá. Ngồi lên đây còn đẹp nữa. Được, tự tin. Một bản chất tốt. Dạ. Nhưng nó cũng phải có giới hạn. Dạ. Tóc tai chị. Tóc tai hả? Tóc màu gì chị? Không, màu đen được em. Có thể là quy hoạch được. Cao thấp. Dạ, cao 1m65 rồi mà. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. Nói khách quá, đứng lên đi. Làm gì mà cao 1m68 thôi, ngồi xuống. Giá là 68 rồi. Tôi nói 65 là 65. Chị ơi, chiều cao là nó tăng lên. Nếu như cao 1m65 thì em mang giày 10 phân, nhưng 1m68 thì em mang 12-13 phân đó chị. Chúc gặp nhau đi hai người nói. Hai đứa mình đi xuống luôn đi anh Linh. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ thưa chị, em tên là Nguyễn Thị Tường Vi. Năm nay em 27 tuổi, đến từ huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng. Thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Em đang công tác tại phòng kế toán của công ty cổ phần thực phẩm CJ Minh Đạt ạ. Mời bạn trai. Dạ em xin kính chào toàn thể quý vị đến xem chương trình hôm nay và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Bùi Đức Huy. Em năm nay 27 tuổi. Em đang giảng dạy giáo viên tại trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn. Lĩnh vực chuyên ngành của em là bên cơ khí. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Củ Chi nhưng mà hiện tại em đang sống tại Sài Gòn cùng với gia đình. Rồi. Củ Chi, Sài Gòn hả? À quá hả? Bạn nữ giới thiệu một chút xíu về mình đi, ưu điểm, khuyết điểm của em. Dạ thưa chị, em có một số ưu điểm như là em là một người rất là hoạt bát, lanh lẹ, tuy ít thông minh nhưng mà lại rất là nhanh nhẹn. Tính cách em thì rất là thẳng thắn, ít thù dai. Đặc điểm nó cũng nghề nghiệp cho nên em Kha là một người rất là cẩn thận và biết quản lý tài chính. Tốt, biết quản lý tài chính là mẫu người vợ rất tốt. Xin mời chàng trai Củ Chi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Ưu điểm thì nhiều lúc là mình cầu toàn quá mức. Em cũng có khá nhiều những cái đam mê theo đuổi. Nhưng mà có cái khuyết điểm là nhiều lúc là mình hiền quá, chưa có thể hiện ra được hết cái ưu điểm của mình. Về tình trường, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, tính đến thời điểm này á thì 27 năm qua em chưa có một mối tình vất vai nào hết chị. Em có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ thưa chị, theo em nghĩ là có ba nguyên nhân chính. Đó là thứ nhất á là do trước đây thì em không học ở thành phố Hồ Chí Minh, em học ở trên Đà Lạt thì bắt tay vào một cái gì đó thì khá là chú tâm tới, thì lúc đó em lo ổn định cuộc sống trước và chưa có dành thời gian cho nó. Rồi. Thứ hai đó là em là kế toán nữ chiếm đa số. Lý do thứ ba đó là em đăng ký chương trình này cách đây là chắc một năm. Thì trong một năm đó là em không dám quen ai hết. Em sợ là khi chương trình gọi thì mình không được thêm trẻ. Trời ơi, người phụ nữ một đức tính chung thủy. Dạ rất là chung thủy chị. Còn bạn thì có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì mối tình chính thức thì chưa có trải qua. Tuy nhiên là cũng có trải qua những cái mối tình kiểu như là đơn phương. Thời đại học, thời đi học hơi nhát với lại con gái. Như đó là nhiều lúc là cũng không thực sự tự tin để bày tỏ tình cảm của mình. Mình có nhiều cái đam mê, thường mình dành cái thời gian cho cái đam mê của mình đó. Anh ơi anh, dạ? Nãy giờ nghe anh nói là anh có rất là nhiều đam mê nhưng mà em chưa có nghe rõ được là mình có đam mê trong lĩnh vực nào vậy anh? Mình có đam mê âm nhạc, mình chơi nhạc cụ, đam mê viết blog thì chủ yếu là viết về những cái đề tài như là thể thao, du lịch, ảnh. Nhưng mà tức là quá nhiều đam mê, giờ không có đam mê lấy vợ rồi hả? Con trai mình đến khoảng 25-26 tuổi
thì bắt buộc là phải nghĩ đến cái gia đình, phải nghĩ đến một cái mối tình, một cái người mà mình có thể chia sẻ cùng cái đam mê của mình, cùng mình là coi như là xây dựng một cái mối quan hệ lâu dài, cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui trong cuộc sống, hai người có thể đồng hành với nhau. Rồi, lâu dài. Em hỏi gì nữa không? Dạ có. Em hỏi câu nữa anh nói tới chuyện. Anh ơi, em có nghe anh nói là anh có đam mê về âm nhạc, vậy bây giờ em có thể được nghe một cái một bài hát để em có thể chia sẻ cái đam mê với anh được không ạ? Vậy là mình xin cùng cái nhạc cụ của mình hôm nay đi theo. Rồi nghe anh ấy đàn nghe thử nha. Được không? Quá mê luôn. Thích giai điệu loại nhạc này không em? À dạ thích anh. Thích hả? Sao nghe đàn kêu nó tích tịch tình tan quá vậy? Thôi nói chứ nãy giờ anh đàn đó. Dạ tôi nghi lắm. Bạn đồng hành với tôi biết mà, tôi nghe tiếng đàn mà có mấy nút nó tẹt tẹt là tôi nghi rồi. Thôi bây giờ là anh ấy chơi đàn em nghe này nha. Dạ. Tiếng đàn nó như thế nào? Rất là đam mê. Chị không hiểu em thì sao, nhưng với chị nghĩ nếu như hai đứa ở chung mà có gây lộn, chứ cần bạn trai ôm cái đàn mà đàn như vậy thì bao nhiêu cái nỗi bực dọc chị sẽ tan biến hết. Nãy giờ chị ngồi chị nghe mà chị thấy phiêu, mà thấy phê dễ sợ. Hôm đó có một cặp cũng giận như đó, anh lấy cái đàn là đàn cổ đập bể cái đàn luôn. Rồi bây giờ mình chưa có một người bạn trai nào hết, nhưng mà mình có đặt ra cái người mẫu lý tưởng của mình cần tìm là một người như thế nào hay không? Thứ nhất là về mặt ngoại hình, là do ngoại hình của em khá là nhỏ nhắn và xinh xắn, cho nên em mong em gặp một bạn nam cao 1m65 trở lên, có thể có tóc hoặc không có tóc, nhưng mà tóc có thể là không dài và không nhuộm những màu như là đỏ xanh. Không có tóc lấy gì nhuộm? Dạ nếu mà có tóc thì không nhuộm vậy. Da mặt có thể đen hoặc trắng, nhưng mà đừng có để râu, bởi vì nếu em để râu thì em có cảm giác là sợ hơn là thích. Tiếp vậy. Móng tay. Móng tay thì có thể dài, có thể ngắn. Không, không thể dài. Và đừng có sơn. Ai đâu con trai mà để mà sơn. Dạ chị, đó là không biết luôn chị. Người ta đàn, tao để móng tay rồi sao em? Nhưng mà bên đây ảnh guitar thì một tay này ảnh cắt để anh bấm nốt là ok, nhưng mà tay này anh móc. Do là đam mê tiếng đàn quá nên có thể du di. Để được một bàn. Nhưng mà có thể là phải gọn gàng và sạch sẽ. Sạch chứ sẽ. Đừng có để móng tay dài quá. Chị thì... tưởng em nói là tay có thể dài có thể ngắn, miễn đừng có đất là được. Rồi ăn mặc thì có thể là đừng có hoa hè, đừng có màu mè. Rồi có thể không thơm tho nhưng mà phải sạch sẽ. Đó là về ngoại hình. Còn về mặt tính cách thì em là một người nói khá là nhiều. Mặc dù là kế toán cho nên em rất mong là bạn trai của em sẽ là một người ít nói. Nói ít làm nhiều, nói nhiều làm nhiều, nhưng mà đừng có nói nhiều và không làm. Bạn có thể làm bất cứ nghề gì cũng được, nhưng mà đừng có vi phạm pháp luật và làm biếng là được. Bạn có thể chia sẻ với em, có thể chia sẻ với em những cái công việc như là nam công gia chánh đó chị. Tự vì nam công gia chánh. Trời ơi, bạn trai có nam công gia chánh không? Cái những cái việc nào như là nam công gia chánh thì em không giỏi, nhưng mà em nghĩ là em có thể làm được. Em coi viết với cái giấy em ghi coi gì quên. Cậu giờ hơi dài đó. Rồi, còn bạn trai? Do là tính mình cũng hơi ít nói. Bạn ấy là... Nói nhiều hả anh? Gặp trống em rồi đó. Vui vẻ, hoạt bát. Chiều cao thì không quan trọng. Dễ thương, xinh xắn. Là mẫu người phụ nữ của nghĩ tới gia đình. Dạ, giống như đang miêu tả em đó anh. Anh ơi, anh có điều gì không thích ở phụ nữ không ạ? Mình không thích phụ nữ cầu kỳ quá.
cứ tự nhiên thôi. Cô ấy đừng ăn mặc thoải mái quá. Sao? Thoải mái là sao anh? Tự nhiên em nói thoải mái, bên đây cổ ôm người cổ lại là thoải mái gì? Thoải mái là sao? Dạ là đừng hở hang quá. Nói chung là đàng hoàng lịch sự. Dạ. Đàng hoàng lịch sự. Vậy mấy người hở không đàng hoàng lịch sự. Ví dụ mà đi tiệc cưới thì mình có thể mình trang điểm một chút xíu, mình ăn mặc cho đẹp chút xíu. Còn bình thường thì trong cuộc sống hàng ngày thì cứ trang phục cứ bình thường đơn giản là được. Tính tình cũng đừng có nhạy cảm quá. Xem một cái phim gì đó mà hay là xúc động gì đó cổ khóc cho khóc nhiều chẳng hạn. Cảm xúc của nó bình thường mà, phụ nữ thì người ta vậy có sao đâu. Anh ơi, cảm xúc là không giới hạn anh. Mình bị chú tâm quá nhiều vào cái những cái bộ phim mà khác xa bên ngoài quá. Anh ơi, em có thể hiểu là không sống ảo được không anh? Đúng rồi, có thể là như vậy. Em có thích cái phim gì không, hay tình cảm ước ác gì không? Mình coi nhưng mà mình đặt cảm xúc lúc đó thì được, chứ mình không đem những cái ảo trong phim ra ứng dụng với thực tế thì em nghĩ là được. Là em không có sống ảo đúng không? Đúng rồi, em là người sống rất là thực tế chị. Hồi hai người nói chuyện nhau đi, hai người cũng khá lành á. Mình chỉ coi mắt hai bên đi coi. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Chào em, lành quá. Ngoài lành này còn đẹp nữa anh. Được, tự tin là tự tin. Một bản chất tốt. Dạ. Nhưng nó cũng phải có giới hạn. Dạ. Anh bên đây á, anh thật sự người cũng rất là chân tình. Dạ. Hai người gặp nhau hợp đó. Em thí dụ làm dâu, em làm dâu được không? Dạ bao làm dâu được. Bao làm dâu. Thì được rồi. Tự tin lắm. Thôi để hai người này nói chuyện đi. Anh thấy hai người này hợp. Không, nhưng mà tôi phải hỏi anh này chút xíu nữa. Hỏi gì nữa? Trời, coi những móng tay móng chân. Đó. Đưa tay ra coi. Không lành. Ồ sao đất không vậy? Nè. Đưa tay kia. Chứ nó hơi dài. Nó xấu tay nãy tao móc dây đàn nó dính vô đen đó. Đất không à. Cái dính cái dầu mà vậy bên. Đúng rồi đây nè. Máy móc. Bóc vô đây nè, nó dính màu đen nè. Coi gì nữa không em? Coi gì nữa em? Coi tóc tai chị. Tóc tai hả? Tóc màu gì chị? Không, màu đen được em. Có thể là quy hoạch được. Cao thấp. Dạ, cao 1m65 rồi mà. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. Nói thách quá, đứng lên coi. Làm gì mà cao 1m68, 1m65 thôi, ngồi xuống. Giá thật là 68 thôi. Tôi nói 65 là 65. Chị ơi, chiều cao là nó tăng lên. Nếu như cao 1m65 thì em mang giày 10 phân, nhưng 1m68 là em mang 12-13 phân á chị. Chúc gặp nhau đi hai người. Thôi, nói. Thôi, hai đứa mình đi xuống luôn đi anh Linh ơi. Để cho hai người nói đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi kiến người thân chút xíu rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với lại hai anh chị đồng nghiệp với lại hai người bạn của em. Cô gái bên đây có vẻ bù trừ với em Huy. Em thì ít nói, bạn này thì lanh lợi hoạt bát, có thể làm phát ngôn viên tương lai cho em. Dáng cao, khớp. Khớp. Ăn khớp với nhau. À, dạ khớp, khớp. Rồi, em có đi với ai không? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với ba người em của em và hội đồng thẩm định đến từ công ty em ạ. Có hội đồng thẩm định nữa hả? Dạ đúng rồi. Em đại diện cho bạn Vi là em cùng công ty. Hồi nãy giờ thì cũng có một xíu gì đó rất là vui và yên tâm. Thì em chỉ muốn nói với Vi vậy thôi. Yên tâm rồi ha. Dạ. Bây giờ kéo màn lên. Giây phút quan trọng của hai bạn đã đến rồi. Rồi kéo màn lên. Đi đâu vậy? Quay qua đây nè, quay đâu vậy? Chào anh. Khá là hồi hộp. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Rồi. Em nói trước ha. Em nói. Em là một người không phải là người hay nhõng nhẽo, không phải là người hay mít ướt, nhưng mà đối với các mối quan hệ thì em lại là người rất là có tâm và rất là nghiêm túc. Đặc biệt là trong mối quan hệ tình yêu mà muốn phát triển và bền vững á thì phải đến từ hai phía. Điều mà cần á là mình phải tôn trọng nhau, chia sẻ những khó khăn và mình cùng tận hưởng những cái hạnh phúc và những cái niềm vui trong cuộc sống. Đó là quan điểm của em về tình yêu. Còn anh ạ? Anh quan điểm tình yêu thì chân thành, tôn trọng lẫn nhau. Dạ. Có thể chia sẻ với nhau những cái niềm vui, thậm chí là những cái nỗi buồn trong cuộc sống. Vậy là cùng quan điểm với em. Vậy là bấm nút hen. Cho nó coi nhanh vậy. Trong một tuần thì ai cũng có công việc của mình hết. Công việc nó cũng khá là bận rộn. Nếu mà có cái thời gian giờ cuối tuần mà rảnh thì chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian chơi chơi vui vẻ. Dạ. Nó sẽ rất là thuận tiện cho cả hai. Dạ. Tình yêu mà nó đâu phải là một cái gì đó nó cần phải rõ ràng. Nó không phải là lịch học 3-5-7 thì mình hẹn hò, 2-4-6 thì mình làm cái gì đó, mà nó sẽ là tự nhiên. Em thích cái điều đó. Anh cũng suy nghĩ giống như em. Nếu sao mà... mình giống nhau vậy? Anh thấy em là dễ thương, lanh lợi, thông minh. Thì anh hy vọng là chúng ta có thể sẽ có một cái mối quan hệ lâu dài hơn. Anh cảm thấy em hợp với anh. Dạ, em cũng thấy vậy. Rồi.
hãy suy nghĩ thật sâu sắc nha các bạn. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả những gì mình suy nghĩ. Cặp này đâu cần MC. Không cần đâu. Không, cặp này phải hôn má mới được. Cặp này tôi chưa đếm mà đã bấm nút rồi. Mời bạn trai. Em hãy bình tĩnh. Em sắp không phải vậy chứ. Nụ hôn của cổ em như là đau khổ em vậy đó. Không, em thưởng thức bằng vẻ mặt đó đó chị. Vậy hả? Thưởng thức đó hả? Đúng rồi. Đây là một chiếc vé xem phim của hệ thống cầm rạp Cinebox 229 Lý Chiến Thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, em muốn mỗi người bạn trai của em là một người tính tình hài hước. Anh có hài hước không anh? Anh cũng có hài hước em. Hài hước gì, ta hỏi câu trả lời câu cục ngủ đi. Vậy nó hài hước đó. Như vậy là chúng ta đã có cặp đôi đầu tiên đồng ý bấm nút hẹn hò, thưa quý vị. Mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ thì xin mời chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, dạ em tên là Phạm Thanh Kim Ngân, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, em đang làm việc tại công ty xuất nhập khẩu Quốc Lương anh, em làm thợ may. Ở quận nào Ngân? Dạ, ở quận 8 anh. Quận 8, rồi mời bạn trai. Em tin tự giới thiệu, em tên là Trương Minh Tài, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm cho một công ty tư vấn về doanh nghiệp. Em là giao nhận chứng từ hồ sơ chưa? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là theo mọi người nhận xét là em hiền, ít nói. Còn khuyết điểm của em là tại vì em quá ít nói, với lại em khờ nữa. Ai cũng nói em khờ hết trơn. Em có thấy em khờ không? Có. Rồi, bạn trai, bên đây rất khờ, được ăn hiếp nha. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sống nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Khuyết điểm của em là em mau quên. Bên kia khờ, bên đây quên. Cũng mệt lắm á nha. Tình trường của hai bạn thì sao? Bạn trai, bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình dài nhất bao nhiêu vậy Tài? Dạ, mối tình dài nhất là 4 năm. 4 năm? Dạ, và dài đấy. Phải mất 5 năm em mới quên được. Và mối tình gần nhất là 4 tháng. Một mối tình 4 năm, 5 năm mới quên được. Rồi một mối tình 4 tháng. Tức là em quen người kia 4 năm. Dạ. Em chia tay 5 năm em vẫn chưa quên được đúng không? Vậy là 9 năm trong tình yêu. Dạ. Tại sao một cái mối tình mà có thể nói khó quên như vậy? Mối tình đầu đời. Nhưng mà sao mà chia tay vậy? Do bạn ấy đi du học. Tụi em có quyết định là phải ngừng cái việc yêu nhau lại để hỗ trợ bạn đó đi du học. Nhưng mà do bạn ấy đi rồi đi luôn. À, thấy thương em quá. Rồi sau đó quen mối tình sao mới có 2-3 tháng à? Dạ thì trong quá trình tìm hiểu với nhau á, thì cảm thấy là không có hợp nhau về tính tình. Cổ cũng còn trẻ con quá nên em ngừng cái việc yêu rồi luôn. Em không yêu nữa. Ngừng luôn? Dạ. Cũng mấy tháng chưa có sao đúng không? Dạ. Chia tay sớm bớt đau khổ. Coi như hai mối tình đều ngừng bất chợt. 4 năm mà quên tới 5 năm vậy mấy tháng quên tới bao lâu chị? Tại vì bạn kia vẫn đi học rồi, ở đây cũng chờ đó, mất thời gian thôi. Mỗi thời điểm là một cái giá trị khác nhau, đừng so sánh. Các mối tình của em thì sao? Em trải qua hai mối tình mà chắc là tại vì duyên chưa tới nên là không có thành, cho nên là hiện giờ em vẫn còn độc thân. Là mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi chị. Quen bao lâu? Dạ quen được hơn 1.5 năm. Rồi lý do tại sao chia tay? Sau này phát hiện là hai người cái tình cảm nó không còn như trước nữa, nó lơi, cho nên là em quyết định là chia tay luôn. Bây giờ em mong muốn người bạn trai ngồi kế bên là mẫu người như thế nào, em trao đổi với anh thử coi. Dạ, em muốn mỗi người bạn trai của em là một người có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng, tính tình, hài hước nữa. Anh có hài hước không anh? Anh cũng có hài hước em. Hài hước gì, ta hỏi câu trả lời câu cục ngủ mà vui gì đâu trời. Vậy mới hài hước đó. Trả lời dài sao hài hước?
Anh có chung thủy không anh? Có em, điều này em yên tâm. Dạ. Rồi yêu cầu gì nữa hỏi anh đi, trực tiếp hỏi anh đi. Hỏi gì em nghe hết kìa. Anh có gì em cứ hỏi hết qua đây thì anh trả lời cho. Cái gì em thích, em không thích ở người bạn trai, em cứ dùng. Em không thích bạn trai lăng nhăng, nói nhiều làm ít. Em không có thích bạn trai mà hay soi mói bạn gái. Với lại gia trưởng nữa. Anh có gia trưởng không anh? Không, anh dễ tính lắm, anh không có gia trưởng. Rồi gì nữa không? Chắc hết rồi anh. Hết rồi hả? Đó yêu cầu bạn gái, còn bạn trai yêu cầu thế nào? Dạ em yêu cầu bạn gái cũng có sự giống như quan điểm về tình yêu của em là có sự chung thủy, tin tưởng và hiểu nhau, chia sẻ nhau mọi vấn đề trong cuộc sống để cùng nhau và đi tới con đường còn lại. Còn ngoại hình sao? Ngoại hình thì em không có quan trọng lắm, chỉ là quan trọng bằng đó là sống mà có hiểu biết một chút, tính cách cũng hòa hợp với em. Sở thích của em thì em thích nghe nhạc giao hưởng, thích trồng cây và ngắm buổi chiều hoàng hôn trên sông hoặc biển. Trời ơi, quá lãng mạn. Bên kia có thích lãng mạn không em gái? Dạ có, mà lãng mạn vừa thôi anh. Em có đặt ra cái chuẩn người về ngoại hình như thế nào không? Em thì đơn giản lắm, chỉ cần cao hơn em thôi. Tại vì em cao 1m65, cao khoảng 1m68 trở lên là được rồi. Nãy giờ nghe giọng nói em đoán anh bên kia cao bao nhiêu, tướng tá anh thì sao? Anh nói nhỏ quá nên em chưa đoán được. Chưa đoán được hả? Dạ. Giờ sao để anh đoán được? Nói lớn tí nữa. Nói lớn gì cho người ta nghe, người ta đoán thử coi em. Dạ, em cao 1m69 chị ơi. Trời ơi, kêu nói lớn cho người ta đoán. Không nói luôn rồi. Mập ốm cao thấp mặt mũi, em đoán đi em. Dạ, thân hình là vừa nhìn được rồi. Bụng hơi tròn tròn tí cũng được. Mà em đoán ảnh có tròn không? Dạ không đâu. Ủa em, mấy người người ta thích không có bụng, em thích bụng tròn tròn làm chi? Bụng tròn tròn sờ nó vui tai lắm anh. Trời ơi, bụng tròn tròn mà sờ vui tai. Chút qua sờ thử coi vui tai không nha. Giờ em muốn sờ thử không? Chưa. Rồi bạn trai, bạn muốn mẫu người bạn gái bên này, bạn đoán như thế nào? Dạ em nghĩ cô ấy cao, tóc dài. Em đặc biệt là thích con gái thắt bím tóc, có giọng nói nhỏ nhẹ chút. Đừng có hung dữ quá. Em thiện lắm anh ơi, em không có dữ đâu. Để anh qua anh coi kìa, mình nói có hung dữ không nha. Nãy giờ nghe nói giọng cũng căng lắm á. Này khờ lắm. Dạ, chào em gái. Dạ. Anh bên đây anh hiền lắm, anh hiền khô à. Nãy giờ em đề nghị gì cũng có hết trơn á. Em cũng hiền lắm anh. Đi về chắc là em dữ hơn ảnh đó. Có đâu. Nói gì đó. Bây giờ em không thích tật xấu gì của người chồng tương lai em? Không hút thuốc, không bài bạc. Có không em trai? Dạ không anh ơi, em rồi. Không có hút thuốc. Không có giấu giếm này kia anh. Có gì thì cứ nói ra hết. Có giấu giếm tiền bạc của vợ không? Dạ không. Không luôn. Dạ đúng rồi. Em có tật xấu gì không? Hình như là không có. Không có phải không? Nhặt nhặt nhỏ nhỏ thôi anh, đâu có để. Ví dụ như nhỏ nào có tật xấu gì để nói cho anh biết trước. Em hay thức trễ, ngủ muộn. Ngủ muộn thức trễ. Dạ. Cái này không tốt đâu nha. Dạ. Thôi được rồi, được đó, dễ thương đấy em trai. Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Dạ cái đó là do bạn trai á chị. Khi nào mình cảm thấy là đủ đến kết hôn thì mình lúc đó mình hết kết hôn. Nhưng mà em đã sẵn sàng chưa, em có muốn kết hôn chưa? Dạ rồi. Rồi phải không? Dạ. Chị coi giùm em nha chị. Coi muốn coi cái gì? Coi hết cái phim luôn. Coi cái bụng ha. Hay đưa tay ra tôi sờ, tôi cho coi cái bụng. Đi qua đây. Tay thôi rồi, cho rờ cái bụng cái coi. Bụng, bụng. Để cái bụng coi coi. Để cái bụng vô. Đó, đừng có đưa bụng anh Linh nha. Cấm cái bụng là được rồi chị. Rồi đi rờ thử coi sao. Được không? Coi cái đó được rồi, dừng lại. Được chưa? Dạ được rồi. Cảm giác sao em? Không thấy đường mà. Tròn tròn, đã tay. Cô nói là tròn tròn, đã tay. Đã tay. Rồi, còn bên đây, có muốn sợ gì không? Dạ không. Bây giờ nếu được thì nào em tiến tới hôn nhân được? Thời gian tìm hiểu khoảng từ 6 đến 8 tháng. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu, rồi định lập nghiệp sau này ở đâu? Ra riêng ở và mình lo làm ăn để lo cho con cái sau này. Rồi anh này thấy hiền quá ha. Hiền lắm. Em có tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nói chung là chỉ mau quên thôi chị. Cũng có câu hỏi cứ hỏi đi hỏi lại, có chục lần mà không nhớ. Được. Cặp này anh thấy cũng ổn đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ em có đi với là ship của em và mấy bạn đồng nghiệp. Thấy bạn gái bên này rất là hiền, rất là dễ thương, rất là lanh chứ không thấy khờ vậy đó. Thấy hợp không? Thấy rất là hợp và hy vọng là hai bạn có thể là cho nhau là cũng như là cho mình một cơ hội để tiến tới với nhau. Cảm ơn sếp ha. Em gái em đi với ai không? Dạ em đi với người nhà là dì với lại bạn em. Chào chú anh Huyền Linh với chị Cát Tường. Dạ chị em nhận xét về bạn nam. Bạn nam về ngoài em nhìn là em cũng thấy thích rồi. Nói chung hiền y chang bạn em à. Nói chung là em thấy thích.
Được á. Dì đâu, dì đâu, dì cho thêm nghe một vài ý kiến của dì nữa. Dạ, chào dì. Dạ, cái chuyện trăm năm này là do ở hai bên, ở hai cháu. Nếu mà một lát cuối cùng hai cháu bấm nút, khi nào mà có tin vui thì dì cũng hợp tác cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi còn con cháu ai chưa có gì đưa đến đây luôn nha. Dạ, con cháu đứa nào còn ế gì đem hết lên đây. Chứ thấy cặp này được rồi đó. Dạ. Thấy con này sợ ế quá chừng. À, cảm ơn dì nhiều. Dạ, cảm ơn dì. Rồi bây giờ cảm ơn mà. Cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Đây là cơ hội dành cho bạn đó nha. Cố gắng lên. Dạ, anh nhận xét sao vậy em anh? Em thấy em dễ thương, dễ gần. Dạ. Thường thì cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ có, cuối tuần em được nghỉ. Vậy mình có thể sắp xếp mình gặp nhau được mà đúng không em? Dạ, cái đó là do anh. Anh cũng không có giỏi nói những cái ngôn tình nhiều lắm. Nhưng anh chỉ có thể nói ngắn gọn là em cho anh cơ hội để được tìm hiểu em. Sau thời gian đó nếu mà chúng ta hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân, em nghĩ sao? Dạ em nghĩ cái đó cũng được ạ. Cái đó là khi nào mình tiến tới hôn nhân đó là do tình cảm của hai bên quyết định. Khi nào mà mình cảm thấy như là mình cần thiết, cần có nhau thì nên lúc đó mình tiến tới hôn nhân. Thì em sắp xếp sao hẹn hò buổi nào lãng mạn đi. Cô gái cũng thích lãng mạn lắm á. Anh thì vào ngày cuối tuần thì anh được nghỉ 2 ngày. Có thể là anh sắp xếp gặp em, hẹn em trên một con sông nào đó, nó đẹp. Em không có biết bơi. Không có, hẹn ra sông mình ngắm chiều hoàng hôn, rồi uống nước nói chuyện để tìm hiểu với nhau. Chứ không có chiều sông. Được. Ta lãng mạn thế là hay chứ, được không? Được. Đồng ý rồi ha. Bây giờ đứng lên rồi ha. Tiến tới, đứng trước mặt cô ấy. Đó, bây giờ hát bài gì đi. Hát nhìn vô mắt cô ấy hát. Nào hai người nắm tay nhau thử để họ mình cảm nhận. Kiếm cái câu nào hát cho nó ý nghĩa. Hát xong mình quyết định nha. Rồi bắt đầu. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này, và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đâu, anh vẫn xin chấp nhận. Rồi, đây là lời chỗ các bạn. Anh thấy như vậy rất hợp lý. Bây giờ vấn đề để tay vào nút bấm. Lắng động, nhắm mắt lại, suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đẹp đôi lắm, nắm tay đi. Xin phép gì cho con hôn cháu gì cái? Con xin phép gì cho con... Nói đàn, nói cho gì nghe rõ. Dạ, con xin phép gì cho con hôn bạn. Có gì gật đầu? Có gì gật đầu? Đúng. Cơ hội, lâu lâu chút, từ từ. Để Nguyên nha, đi Nguyên. Được không gì? Dạ, theo tôi thấy thì cái chuyện này rất là tốt, mà rất là lịch sự. Trước mặt đây là con cứ việc tìm hiểu, con cứ việc nói. Hung hít gì cũng không có đâu có sao. À, rất là tốt thôi. À, chị ủng hộ không? Ủng hộ tới cùng, nhưng mà đừng có hung hít tới chỗ mà kín đáo thôi. Đúng rồi, mình công khai mà đúng không gì? Công khai, này công khai, rất là công khai luôn. Dạ. Chương trình này quá tốt luôn. Tôi rất là hoan nghênh. Dạ, cảm ơn gì à. Đây gửi các bạn những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp. Bạn trai em là nghe thì nó hơi kỳ kỳ. Thứ nhất là phải lên phòng khách được, xuống nhà bếp được, và quan trọng là phải để được. Lên phòng khách được, dạ. Xuống nhà bếp được, vô phòng ngủ.
đúng không mọi người? Vô phòng ngủ. Rồi mời em rồi. Rồi bây giờ có bạn nữ rồi đó, mình giới thiệu nha. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn kế bên và chào quý vị khán giả. Mình tên là Phan Đăng Lưu, năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại mình đang làm việc ở Long An và sinh sống ở đó. Ngành nghề của mình là nhân viên kỹ thuật cho công ty thức ăn chăn nuôi. Tên của bạn rất là quen thuộc trên con đường ngày nào tôi cũng đi. Phan Đăng Lưu. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh ạ. Tên Phạm Xuân Thị. Hiện đang là nhân viên của công ty xét nghiệm ADN ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23 ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê ngoại ở Bảo Lộc, nội ở Tiền Giang, hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh là ăn được, ngủ được, dễ nuôi ạ. Còn điểm yếu thì lề mề hay lượng. Hay lượng là sao? Tức là ví dụ như một cái việc đi làm về chấm công à, thì chấm công lúc 5 giờ thì em chấm đúng 5 giờ, nhưng mà 5 giờ rưỡi mới ra được khỏi công ty. Tại vì cứ quên đồ đi ra đi vô, ra đi vô. À vậy là lượng đó hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Em thì điểm mạnh em là làm việc thì có trách nhiệm. Em thì rất là trung thực. Ai nói gì em tin đó hả? Có điểm yếu gì không? Dạ em điểm yếu thì chắc là do ham ăn. Ăn thì ăn rất là nhiều. Cử ăn em thấy là một tô cơm, sau đó em phải ăn thêm trái cây, sinh tố, nọ thêm nữa. Chắc là này đặc điểm cũng lạ lắm nha. Về tình trường thì sao? Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì có một mối tình duy nhất công khai thôi. Quen thời đại học, được mấy tháng đấy ạ. Quen mấy tháng à? Dạ. Là mối tình chính thức á? Dạ đúng rồi, công khai cho mọi người biết, ba mẹ biết luôn. Rồi tại sao chia tay? Cũng không có thường xuyên liên lạc, rồi cũng coi như là không có tình cảm gì nhiều. Vậy là cũng chưa sâu đậm? Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình và một mối tình chính thức, khoảng được 5 năm rồi. Em chia tay cái đây 3 năm rồi. 5 năm sao chia tay em? Dạ mối tình đó thời học sinh sinh viên đó chị. Tụi em quen nhau thời gian đó, sau này thì ra trường đi làm thì mỗi người một nơi rồi. Em cũng lúc đó cũng hơi vô tâm, xin lỗi với bạn còn rồi. Nhỏ đúng không? Dạ, còn nhỏ trẻ trâu chút xíu. Dạ. Bây giờ là gọi là chắc chưa? Dạ bây giờ đúng thời điểm rồi. Rồi được rồi. Mình muốn tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ trắng trẻo, xinh tươi, dễ thương, vui vẻ. Bạn có lập trường chín chắn? Trắng trẻo, xinh tươi, vui vẻ, lập trường chín chắn. Chà cái này cũng khó nha. Rồi còn gì nữa không? Yêu cầu gì nữa không em? Dạ thấy em nghĩ vậy là được rồi. Vậy là quá lắm rồi. Em không thích điều gì người phụ nữ? Đứng núi này mà trông núi nọ. Đứng núi này tao phải nhìn núi nọ chứ. Không lẽ tao đứng núi này tao nhìn xuống núi này? Trong tình cảm thì đã xác định là yêu rồi thì yêu tới cùng chứ không có bỏ dở dang nhìn người khác nữa. Dạ đúng rồi. Chứ đứng núi này dùng cái từ đứng núi này núi nọ nè. Ai cũng vậy, không bao giờ tao đứng núi này tao nhìn núi này chứ á. Tao phải nhìn núi bên kia. Sao núi xa xa nữa. Em có hình dung được cái mẫu người lý tưởng của em giống ai không? Cụ thể luôn đi. Dạ em nói chung là ai đẹp là em thích. Vậy là mẫu người của em phải đẹp. Đó, bên kia nhấp đáp. Vậy là em cũng đứng núi này trong núi nọ rồi em có người đẹp rồi, các em thấy người đẹp hơn rồi các em thích cho em bỏ người này. Dạ không anh, em chị ơi, em thật thà lắm. Ai yêu em thì em yêu lại rồi, chứ em không có mà. Mấy người yêu em một lượt em yêu lại mấy người luôn. Dạ không, thì như bạn nói đúng thời điểm của em thì em sẽ chốt ra đó. Em không mở cái tim mà ra nữa. Em đang hình dung tưởng tượng bạn gái bên đây là người như thế nào? Theo em nghĩ thì chắc là trắng, tóc dài, mũi cao. Trắng, dài, mũi cao. Trập lắc hết trơn hết trời. Rồi bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ bạn trai của em là nghe thì nó hơi kỳ kỳ. Thứ nhất là phải lên phòng khách được, xuống nhà bếp được và quan trọng là phải đẻ được. Lên phòng khách được. Dạ. Xuống nhà bếp được. Vô phòng ngủ. Đúng không mọi người? Vô phòng ngủ. Dạ. Là đẻ được. Dạ, tại vì đẻ được á là do em làm bên công ty xét nghiệm ADN á. Thì thấy có nhiều anh đẹp trai cao to nhưng mà đi vô sinh, xét nghiệm đủ thứ hết. Vậy là quen xong việc đầu tiên trước khi tiến tới hôn nhân là phải đi xét nghiệm ADN. Dạ đúng rồi, sẽ đến công ty xét nghiệm ADN, em tài trợ. Tài trợ chị với, cho coi chị còn khả năng không em. Ngoài vụ đó xong rồi, ADN ổn định rồi đó, còn gì nữa không? Lên phòng khách được, tức là ít ra bên ngoài là cũng phải là một người sáng láng, dễ nhìn, thành công một chút. Rồi. Còn xuống nhà bếp được thì tức là phải biết nấu nướng. Hoặc là không nấu được thì cũng phải biết phụ giúp. Rồi, đứng phá cũng được nữa, miễn đứng có tụi cho vui được rồi. Bây giờ em tưởng tượng hình dung anh bên kia như thế nào? Có vẻ như hơi khó tính. Nè. Khó tính hả? Không khó đâu. Nghe em thấy kiểu như vậy. Khó không tính khó hả? Đâu em, anh này dễ cái lắm á. Ai yêu anh đi rồi. Hoài cổ hay sao đó? Hoài cổ hả? Cái này chắc không có hoài cổ đâu. Này hiện đại lắm à. Em hình dung vóc dáng ảnh tướng tá anh sao? Chắc là cũng cao. Cao. Trắng. Trắng, anh hơi trắng mà chắc là anh cũng phải trắng. Cao, trắng. Để tôi coi. Dạ chị. Trắng có trắng, cao có cao. Sáng láng có sáng, có láng luôn. Phòng khách được không?
Dạ được. Nhà bếp được không? Dạ được. Nấu được món gì? Dạ cơm chiên, trứng chiên, mì tôm. Mì được rồi, đủ ăn được. Đi xét nghiệm ADN được không? Dạ được. Chuẩn men vậy? Chuẩn men hả? Dạ. Xét nghiệm ADN đâu có biết men hay không men, đó chỉ biết có đẻ được hay không thôi chứ không có biết men hay không men nha. Dạ. Tại sao em cũng đẹp trai vậy mà em ế vậy? Thứ nhất là do công việc của em phải làm việc phải xe ca. Cái thứ hai là cho em hơi nhát. Bạn gặp bạn nữ thì không biết nói cái gì, mà mình nói thì được 2-3 ngày cái hết được. Là mình không có cái vốn ngôn từ để mình nói chuyện với bạn nữa. Rồi cái thứ ba nó là chưa đúng thời điểm, cũng như là mùa xuân tến thì cây trái nó mới đâm tròn nảy lọc, thì em nghĩ là bây giờ đã thích hợp. Giờ là mùa xuân rồi đó hả? Dạ mùa xuân. Bạn bè nó có bạn gái rồi có vợ hết trơn rồi. Em thì em có một mình, mà tụi nó đi đâu chơi cái nó tắt mình vào xe hình vậy, nó live stream nó kêu mình vô coi cũng bất ức. Nên quyết định là ngày hôm nay em phải đi lên đây để cho tụi nó thấy được là em đã lên đây đã có được bạn gái. À và bây giờ nếu có được bạn gái thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân? Hiện tại thì em đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì rồi? Nhà cửa rồi các thứ công việc cũng ổn định. Hay quá vậy ta. Nhà của ba mẹ hay nhà của em mà em làm chuẩn bị rồi? Em có hùng vốn á. À vậy thôi cũng được. Rồi em nói chung là lên đây là chủ yếu là để tìm bạn gái chứ không phải là để lên TV để mà nổi tiếng. Giống hay. Như là lên đây chỉ để nổi tiếng thì em thấy không có hay. Chính xác. Rồi. Lên đây được. Chủ yếu ta tìm rồi. Tình yêu, tìm vợ. Rồi đến qua anh coi làng gái sao mà bà mối qua mà cứ phỏng vấn thằng trai quá dễ trời. Thương chào em gái. Trắng có trắng em mày tóc dài trắng. Có tóc ngắn anh mà cũng dài dài đúng không dễ thương mà. Dạ mới dài ra. Anh kia cũng dễ thương lắm. Dạ. Nhưng có tính hơi tham ăn chút xíu khi anh dành ăn của em á. Dạ thì đi mua nhiều hơn nấu nhiều hơn thôi ạ. Nấu nhiều hơn thì anh cũng ăn nhiều hơn à. Tính của anh gì được không? Dạ cũng được. Cũng được đúng không? Để nuôi ạ. Có ghen không? Không đâu ạ, bình thường thôi ạ. Thí dụ em thấy người yêu của em nắm tay một người con gái khác, em làm gì? Thì thôi bảo thôi đừng nắm nữa. Em kêu thôi đừng nắm nữa hả? À, không nắm thì quay về nhà tính sau. Đúng rồi đó. Thôi anh đừng nắm nữa, chút về nhà tính sau. Dễ thương á. Được. Hiền lắm em. Dạ. Được không? Được, được. Bạn trai thấy kết rồi đó. Rồi bây giờ nhà gái hôm nay em đi với ai nè? Dạ có mẹ có bạn. Dạ chào cô. Hai MC dễ thương. Mình là mẹ của bé Thủy. Thủy ơi, theo mẹ nhận xét bạn nam ở bên đây thì có cái tính giống như con đấy là cũng tham ăn đấy. Cũng hợp đấy. Thì hai đứa cứ cho nhau cơ hội để hẹn hò đi ha. Dạ con cờ. Rồi cảm ơn cô. Con trai đi với ai? Dạ đi với lại bà nội lại mợ cô. Ồ có bà nội nữa. Dạ chào nội. Bà nội sao hôm nay đi lên đây? Nay tại vì thương cháu nội muốn có cháu dâu. Cháu nội. Dạ. Dạ nội thấy cháu dâu tương lai này được không nội? Dạ được. Thấy rõ không nội? Thấy rõ. Dạ. Nội có dặn dò gì? Dễ thương. Dễ thương. Dạ. Nội có dặn dò gì cháu dâu tương lai không? Thì dặn dò cháu trai Khoan Văn Lưu là tới đây là lên truyền hình là kiếm được cho được cháu dâu. Dạ. Dạ. Nếu hai đứa đám cưới nội cho gì? Thì nội cho cặp nhẫn. Dạ. Mợ thấy sao mợ? Theo mợ thấy thì bạn gái bên này thì rất là xinh xắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn gái ơi, Đăng Lưu tính tình rất là hiền, dễ thương, hiền lắm mà ngoan ngoãn lắm. Không có rượu chè, cũng không có hút thuốc, cũng không có đi chơi gì hết. Thì mợ không mong gì hơn là hai đứa con hãy cho nhau cơ hội kết cuộc tốt đẹp. Đó dạ. Là mong ước của mợ. Rồi, dạ, cảm ơn mợ. Hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Có gì thắc mắc là cứ hỏi nha em nha. Để thỏa mãn nha không? Tìm hiểu kỹ vô. Cảm ơn bạn. Em cảm ơn anh ạ. Em có gì cho anh hết. Tặng cái hộp vuông vuông đó là ngon rồi đó. Em mở đi. Dạ. Mở luôn kìa. Anh tặng em cây son là anh có ý nghĩa của anh muốn nói với em là anh muốn làm người làm pha với son đó chứ không phải là người để làm ước hà mi của em. Quá dữ luôn. Gì lạ lạ vậy? Muốn ước làm pha cái son đó. Đúng rồi, anh tặng cây son để cô ấy đánh son vào môi và chính anh ấy là người làm pha cái son đó. Tôi mới nghe luôn đó nha. Hay. Ngôn tình này lạ lắm mà hay. Chứ phải làm ước mi của em. Ước mi là không ấy làm cô ấy khóc đấy. Đó. Em biết nấu ăn không?
Dạ biết ạ, con gái mà. Rồi hy vọng là vào ngày không xa anh sẽ được ăn những món ăn em nấu. Thì em hy vọng là em nấu anh phụ, rồi sau này sẽ có một ngày nào đó em sẽ được anh nấu cho em ăn. Tại vì nhà em có cái gia truyền truyền thống. Dạ. Ông ngoại nấu cho bà ngoại ăn, nấu cho các cháu ăn. Bố em cũng vậy. Vậy sau này em sẽ hướng dẫn anh nấu. Đến đây thì anh cũng có một bài thơ để anh tặng em. Mong là em sẽ nghe và suy nghĩ. Hoa chỉ đẹp khi tình yêu trong sáng, hương sẽ nồng khi em biết nâng niu, rồi từ đây ta sẽ hiểu nhau nhiều, đừng hờ hững mà quên đi mộng đẹp. Nghe và suy nghĩ đó nghe. Dạ suy nghĩ. Em có nhận xét gì vậy anh? Cho anh nhìn đẹp trai đó à. Nghe. Hồi nãy em chờ bạn em ở dưới, nó bảo là anh mà ưng là nó sẽ gặp như mấy khâu vậy đó. Anh cũng có bạn ở dưới cũng nói vậy với anh đó. Trời ơi, đi mà có dáng đẹp nữa hả? Nãy thấy bà nội gặp quyết liệt luôn. Lẹ lẹ ráng lấy hai chỉ vàng của nội kìa. Tiếp dạ, tiếp tiếp. Sao bữa hôm nay mình em định đi đâu? Dạ thì nếu mình bấm chuông thì mình sẽ có cái vé xem phim đó. Chuông đâu bấm. Làm như Lan vậy đẹp vậy bấm chuông. Anh sợ ma lắm nha, đừng rủ anh coi phim ma nha. Thì hai đứa bà che mắt cho nhau thôi ạ. Trời ơi, sao chung. Em còn gì muốn hỏi anh không? Dạ thôi, có gì thì em đưa anh đi xét nghiệm rồi tính sao. Trời ơi, chưa gì đưa đi xét nghiệm mà. Em thích con trai không gái? Có nếp có tẻ thì tốt hơn. Con trai cả gái. Anh thì thích con gái đầu lòng. Dạ. Tại vì ở nhà có thằng em trai nó hơi quậy, kiếm con gái để về kìm nó lại. Em cũng có gái đầu lòng để em kìm con anh chứ. Cặp này làm như gặp trong mơ rồi không ơi. Anh thì anh không hứa được chuyện tương lai, nhưng mà anh muốn anh là người đầu tiên đau trong nỗi đau của em, là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của em, và là người cuối cùng làm em vui trong nỗi vui của em. Anh ngôn tình quá à. Ngày xưa em cũng thích ngôn tình lắm, giờ đỡ rồi. Anh rất là mê các phim Hàn á, nên bị nhiễm. Em thì thực tế lắm ạ. Sau này có một gia đình ổn định hạnh phúc thôi. Rồi, hết thời gian. Vậy là đủ rồi. Rất là ngọt ngào đấy. Đặt tay vào nút bấm đi em. Anh sẽ bấm cái nút bấm của em. Tại không có đếm. Đếm 1, 2, 3 gì mới bấm. Phạm Quy là bị loại rồi đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay đi nào. Con xin phép con hôn em. Má gật đầu rồi đó. Anh không đâu. À, mình hôn đâu. Son gì đó. Bà nội còn cười quá trời luôn rồi. Bà nội về chuẩn bị sẵn cặp nhẫn nha bà nội. Đây là những chiếc vé xem phim để các bạn có thể đến Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng để xem phim. Tôi đứng đây mà tôi nghe mùi dầu thơm không mà không biết là em xích hay cô bên này xích. Dạ, chắc bên kia thì đó. Mặc áo thì cũng chói ha, dầu thơm thì bát ngát, miệng nói thì đãi đãi. Mời bạn nam. Trời ơi, hợp với cái ghế quá ha. Dạ. Mời bạn nữ. Bây giờ thì các bạn giới thiệu về mình đi. Mời em gái ngồi. Dạ em xin giới thiệu bằng một chương trình phát thanh nè. Rồi. Hả? Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Xã Nhà. Trong chương trình hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một thông báo rất rất quan trọng. Sở dĩ nó quan trọng là vì nó liên quan đến hạnh phúc của một cô gái. Đó là thông báo tuyển người yêu của một cô gái tự giới thiệu về mình như sau. Em tên là Đỗ Thị Hoài Tâm. Em là một cô gái có ngoại hình đẹp nhưng đẹp. Và mọi người buộc phải công nhận cả hai điều này. Được. Mặc dù năm nay em 30 tuổi nhưng em có rất nhiều fan nhí. Điều này chứng tỏ em trẻ hơn so với tuổi nên chưa được tính là già, chỉ là em hơi ế chút thôi. Em hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Ngoài công việc chính là nhân viên văn phòng thì em còn là cộng tác viên của đài truyền thanh huyện Củ Chi. Khả năng nói, đọc, dẫn chương trình của em thì không vấn đề gì, chỉ có khả năng ca hát là cực kỳ có vấn đề.
Nó đạt đến trình độ tra tấn người khác rất cao. Em có rất nhiều tính tốt, chẳng hạn như hay giúp đỡ người khác, nấu ăn thì cũng biết chút chút, nhiệt tình, trách nhiệm dưới công việc. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là chung thủy. Sự thật đã chứng minh điều này, em đã chung thủy với cái ế gần 5 năm rồi. Bây giờ em muốn chia tay với cái sự ế, nên hôm nay em quyết định đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để thông báo tuyển người yêu. Hay quá. Tuyệt vời. Đài phát thanh này duyệt. Hay quá chừng. Đầy đủ thông tin chưa? Và bây giờ tới đài phát thanh truyền hình bên Nam đó mà. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Huy. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Thủ Đức. Công việc hiện tại của em là viên chức nhà nước. Em cũng đang công tác trong Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố. Thì cái công việc chính của em là nghiên cứu về thị trường lao động. Nhưng mà trong những cái năm vừa qua thì cái sự ế nó đeo bám em, cho nên em sẵn em nghiên cứu luôn cái thị trường ế. Thì em thấy cái độ tuổi của em là nó rơi vô cái độ tuổi ế rồi, cho nên là em phải chạy lên đây. Dạ, cảm ơn chương trình. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm. Cái tính em thì nó cũng thật thà. Nhưng mà nhiều khi thì cái ưu điểm mà lớn nhất của em cũng là cái khuyết điểm của em là em bị ga lăng quá mức á. Cho nên người ta cứ tưởng đâu là em có bồ, em có vợ rồi. Cho nên là giờ không ai ngó tới em. Ế gần chết, ế gần chết, ế gần chết. Cái này em cũng giống anh á anh. Em nói em không có bồ, không ai tin hết á. Trời ơi, lai mạnh luôn nha. Cặp này có bộ ổn à, lanh à. Bây giờ vô cái tình trường đi, để cho biết có kinh nghiệm không. Bây giờ em gái nè, mấy mối tình rồi? Dạ, em tình trường của em hạn chế lắm. Em chỉ mới trải qua một mối tình. Một mối tình, được mấy năm? Dạ, chắc khoảng một năm ạ. Lý do sao chia tay? Dạ, chắc tại chân em ngắn. Vậy chứ lúc đầu sao ta quen? Là, thì bạn đó nói là bạn đó không có chơi đẹp, nhưng mà đều thích chân dài hơn. À, bị tình phụ phải không? Đau lòng. Đau lòng quá ha. Dạ. Rồi bên kia, bạn trai, mấy mối tình rồi cưng? Thực tế thì có ba mối tình. Hiện tại thì em ấy chắc cũng 2-3 năm nay rồi. Người yêu cũ thì đi lấy chồng. Chồng là người đứa bạn thân. Em ăn hổ. Sao gấp 10 lần bạn luôn á. Bây giờ bỏ qua cái đó đi, chúng ta đến với con người mới, mối tình mới. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Ế quá nên cô không có dám có yêu cầu gì nhiều hết chị. Nhưng mà bạn đó thì phải cao hơn em chứ, mà cỡ như em ai coi cho. Em cao mấy? 6-7 á em. Dạ, một trong những cái bí mật mà em không hay nói với người khác đó là chiều cao của em. Nên anh Linh cũng thông cảm. Thông cảm rồi, anh hiểu rồi, bên đây 6-7 đó. Rồi còn gì nữa không? Em thì thích bạn đó là sống có tình cảm. Em không thích những bạn nam gia trưởng có tính đàn bà. Tại vì nói chung là em coi vậy chứ tính em nó cũng men lắm. Nhưng mà điều bạn nam bên kia yên tâm, bữa nay ngoại tạo hình của em rất là duyên dáng. Anh mà không tin thì có thể nhờ anh Quyền Linh sang kiểm chứng trước. Ai tạo hình qua coi em? Tạo hình bển sao nha. Ai tạo hình cho em? Hả? Tạo bây hình. Giờ vấn đề trước khi qua đó coi làm sao á, là anh hỏi em là em thích bạn gái như thế nào? Dạ, bạn gái mà nói là quê Củ Chi là em thích rồi đó. Ừ, Củ Chi, đất thép thành đồng. Rồi, thích gì nữa? Thích bạn gái, nói chung là tại em cũng thuộc dạng em ế quá rồi. Thì nói chung là nhìn được là được. Được là được. Dạ. Dễ quá ha. Dạ, em dễ tin. Rồi, để anh coi bạn gái bên đây coi. Tạo hình duyên dáng. Rồi em, tạo hình rồi đó hả? Gái Củ Chi, đất thép thành đồng đây ha. Dạ, nên ngoại hình của em cũng thích nghi với điều kiện sống ở địa đạo. Chết rồi, eo vậy sao em chui địa đạo được anh? Bên đây nó không có thích hợp với địa đạo. Ế quá rồi, làm luôn đi. Hốt luôn đi. Trời ơi, bự quá vậy. Không được nhỏ thôi chị. Cười duyên dáng quá ha. Dạ. Có tính đàn bà không em? Dạ không chị. Mình có đàn bà không? Dạ không, em là chuẩn men. Chuẩn men. Chắc không? Chắc luôn. Sao tôi thấy cái giọng nói chuyện cũng đãi dữ vậy? Dạ, tại tính chất công việc nó vậy. Ủa, tính chất công việc khiến cho cái giới tính mình nó lung lay hay không? Không có lung lay chị. Có lung lay không? Không. Súng. Chắc chắn. Chắc chắn. Lấy gì để chứng minh được điều đó? Dạ, để bạn nữ kia kiểm chứng vậy. Tôi đứng đây mà tôi nghe mùi dầu thơm không mà không biết là em sức hay cô bên này sức. Dạ, chắc bên em. Kia chị. Đó. Mặc áo thì cũng chói ha. Dầu thơm thì bát ngát. Miệng nói thì đãi. Cái gì mà rồi là cái này em tự kiểm tra nha. Chị chỉ kiểm tra được cái sơ bộ thì chị thấy là hơi đãi, còn cái nội bộ là em phải tự chịu trách nhiệm nha cơ nha. Mình hỏi ý kiến người thân đi em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị gái với lại cô đồng nghiệp, dạ là bà ngoại trong cơ quan của em. Mời chị. Trước hết thì em cũng xin chào MC.
Chị Cát Tường với anh Quyền Linh chào quý vị khán giả. Dạ em chào chị. À, thì em gái thì cũng dễ thương nhưng mà nó cũng ế lắm rồi. Cho nên mới lên đây dọn trình. Còn em trai bên này thì cũng vui vẻ, dễ thương. Và hai em thấy hai đứa cũng hợp với nhau là cùng ế. Cho nên hãy nhấn nút cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu. Chị thấy mặt trước rồi, chị nhìn sơ kiểm tra giới tính giùm em. Nói chung là chị thì cũng nhìn thì cũng mặc áo màu hồng. Áo đỏ chị, áo đỏ chứ không phải gì. Màu hồng là nặng lắm rồi đó. Dạ. Mời đại diện đàn trai. Trước hết tôi xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và xin chào anh Huyền Linh cũng như chị Cát Tường. Dạ. Ở đây. Hôm nay tôi rất là vui để được dự chương trình này. Với nhận xét của tôi với bạn gái đang ngồi đây á thì rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô. Huy, hãy cho hai đứa có cơ hội tìm hiểu nhau và hãy nhấn nút cho nhau được. Dạ, không? Cảm ơn mẹ. À rồi. Hôm nay là có mẹ. Rồi bây giờ là hai bạn tiếp xúc với nhau để cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Mở rào làm sao mà rồi. Dạ em trả. Tặng dạ. Bạn hoa. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà không tặng lại anh. Anh em đi chứ bạn gì ở đây đâu phải sinh hoạt đoàn nữa đâu mà bạn. Dạ này là đặc sản Củ Chi của em. Cảm ơn. Dạ là củ mì, còn khi nào anh bấm nút thì dạ em nhận về Củ Chi em đãi ăn thịt bò sao. Được, thích quá. Rồi cảm nhận về nhau đi các bạn. Lúc nãy mình nói chuyện thì em thấy nó có vẻ nó hợp á, nó hợp lắm luôn á. Em vượt quá sự mong đợi của anh. Rồi còn bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Dạ gặp bạn trai thì em thấy hơi nguy hiểm ạ. Tại em quê Củ Chi mà dắt anh về mà với cái áo đỏ thì nguy hiểm anh. Anh sẽ đổi màu áo. Đặc sản Củ Chi em ngoài củ mì còn có bò tơ Củ Chi mà. Nên lần sau về Củ Chi mình đổi màu khác nha. Đổi màu hồng nha, đổi màu hồng nha. Anh nghĩ là bữa nay mình có nhắn chuông cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau tiếp không ạ? Nhắn liền, nãy giờ là muốn nhắn lắm rồi đó mà lại chưa giờ nhắn rồi. Nếu anh mà đồng ý nhắn chuông á thì anh thực hiện giùm em một việc. Em cứ nói. Dạ, đó là anh đừng có hôn em trên sân khấu theo lời của MC. Ok. Đâu có được, vậy là đừng nhấn chuông. Ở đây nhấn chuông là bắt buộc phải hôn, còn không hôn thì đừng nhấn. Nhấn nút hẹn hò chứ làm gì có nhấn chuông. Nhấn nút là buộc phải hôn hả chị? Đúng rồi. Anh đâu. Sẽ lấy tay anh che lại. Đâu, tự nói vậy thôi chứ em cũng thích. À, được. Bây giờ có món quà gì hát gì cho nó vui lên. Xin hát một khúc thôi nha chị. Thì cái bài này nó nói chung là nó cũng tình cảm. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc do nước mắt chưa chan, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Dạ hết rồi chị. Ông lựa bài hát cũng cá tính ghê á. Rồi em gái, em có món quà gì tặng ảnh nữa không? Dạ bài thơ này cũng là cái tâm sự của em. Dạ, bài thơ có tựa đề là đi tìm nửa của mình. Tôi đang đi tìm cái nửa của tôi và tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Anh nè. Sao để tôi tìm mãi tên anh? Trời dần buông thành phố vào đêm, sân cỏ hàng cây từng đôi ríu rít. Họ không biết hoặc không cần biết nửa của mình, nhưng nào phải của mình đâu. Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau. Thì Thượng Đế ơi, xin người đừng bắt con lầm tưởng, bởi con biết khổ đau hay vui sướng trong tìm nửa của mình. Tôi đang đi tìm cái nửa của tôi, và ở đâu đó trên trái đất này, anh cũng đang tìm tôi như thế. Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau. Hy vọng sau chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta sẽ cùng nhau ra về. Hay quá. Rồi. Rất là nhiều người đang theo dõi các bạn. Mình dạ, đã ế một thời gian dài rồi ha. Mình bấm nút là mình cho cái duyên mình đi. Cho nên cần phải suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Quyền quyết định là ở các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời con gái. Đó. Rồi đó, làm gì làm đi. Nắm tay nhau đi. Bây giờ xin phép gia đình đó. Dạ. Mình làm thủ tục đầu tiên đi. Xin phép ngoại, xin phép chị cho con hôn một cái.